Kim là sinh hoạt viên, Hương Thơ là người đã có công giúp đỡ và giới thiệu đến cái môn trường sinh học cho tổng viên chúng ta biết nhiều hơn qua cái chương trình phỏng vấn của cô với lại viện trưởng của viện trường sinh học Vatsala Narada. Để cái mục đích của cái cô đã giúp cho giới thiệu cho chúng ta biết nhiều rõ hơn về cái sự kỳ diệu của cái phương pháp chữa bệnh qua sự khai mở luân xa và vấn đề thiền định, thì sẽ đây giới thiệu của ca sĩ Hương Thơ. Vâng, cảm ơn lời giới thiệu của anh Nguyễn Bình. Hương Thơ xin trân trọng kính chào tất cả quý vị quan khách đã đến đây để tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 169 của Đại sư Tổ Dasira Narada, để chúng ta có dịp tri ân người đã khai sáng cái môn học có thể nói là giúp cho con người tâm an và thân khỏe. Hương Thơ cũng rất hân hạnh được thầy viện trưởng trao cho vai trò đồng điều hợp chương trình với anh Nguyễn Bình. Thưa quý vị, anh Nguyễn Bình cũng từng là bệnh nhân đã được chữa lành tại viện trường sinh học với môn phương pháp này, và nay anh đã là một trong những giảng viên rất là gắn bó tận tụy với viện trong bao nhiêu năm qua. Và mong rằng tất cả quý vị có mặt nơi đây, những người đã, đang và chưa hoặc sẽ có dịp tiếp cận với môn học kỳ diệu này, chúng ta sẽ có một buổi họp mặt, một bữa tiệc rất là ý nghĩa và vui tươi. Hương Thơ xin mạn phép được nói vài câu tiếng Anh với những vị quan khách không hiểu được tiếng Việt ngày hôm nay, nhất là các người trẻ. On behalf of Executive Board and Director of Human and Universal Energy Research Institute, a non-profit organization in Westminster, it's with great pleasure that we welcome and sincerely thank everyone here attending the celebration of the 169th birthday of founding Grandmaster Dasira Narada, this lovely restaurant. I have the honor to be co-hosting with Bình Nguyễn, who came to the Institute as a patient and has now become one of the instructors and also a very fervent member of the Institute. We hope everyone will have a great night and a chance to learn about the precious and brightest lesson from the founding father, Grandmaster Dasira Narada. Thưa quý vị, chương trình chúng ta sẽ được bắt đầu với nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Xin mời quý vị đứng lên và hướng về sân khấu. Gentlemen, please rise for the national anthem of the United States of America, performed by one of our members, Miss Thạch Thảo. Why so proudly we had at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright star through the perilous fight by the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets reflect that our flag was still there. Oh, say do the Star-Spangled Banner yet wave on the land of the free and the chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam. Từ nơi
Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, ngoài sự hiện diện của các bệnh nhân cùng thân quyến, chúng tôi cũng thay thầy viện trưởng viện trường sinh học. Kính thưa thị trưởng thành phố Bắc Giang, kính thưa tất cả các anh chị em đồng môn, kính thưa quý vị, hàng năm cứ mỗi độ thu về, môn sinh của trường sinh học lại nhớ đến cái ngày sinh nhật của Đức Sư Tổ Dasara Naraga, người đã khai sáng ra cái môn trường sinh học. Trong cái ý niệm đó, viện trường sinh học Westminster tổ chức lễ sinh nhật của Đức Sư Tổ. Tôi xin thay mặt ban tổ chức long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ. Trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn ông Bùi Quang Khanh, và chúng tôi cũng được biết có sự hiện diện của đồng môn và ông Võ Xuân Hy, ông Trương Chánh Nam, Nguyễn Ngọc Đạt, cô Cao Thị Nhiều. Và sau đây thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thị trưởng Tạ Đức Chí, vì thời gian phải đi. Quý vị trưởng thường, quý vị quan khách cùng tất cả quý đồng hương, chúng tôi xin được thay mặt thành phố Westminster xin vinh danh cũng như là ghi nhận những đóng góp của viện trưởng Tạ Duy Thành về việc nâng cao sức khỏe cho quý đồng hương. Những việc làm của viện trưởng Tạ Duy Thành thiết nghĩ luôn được khuyến khích cũng như ghi nhận, và chúng tôi xin cảm tạ sự ủng hộ của tất cả quý vị dành cho viện trưởng Tạ Duy Thành và những công việc mà ông đã và đang làm. To the community and many other communities worldwide. Thank you, Miyata.